Harry Won lên tiếng về tình cử Trấn Thành vào ngày 25 tháng 11. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua, dư luận xôn xao tin đồn Harry Won và Trấn Thành tổ chức đám cưới vào ngày 25 tháng 11 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng theo đó là hình ảnh cặp đôi rạng ngời hạnh phúc trong trang phục cưới. Harry Won đang đi lưu diễn nước ngoài cùng Trấn Thành. Vì vậy, đáp lại tin đồn trên, cô viết trên trang fanpage: từ ngày 28 tháng 11 đến 2 tháng 12, Harry có chuyến lưu diễn Mỹ cùng với anh Trấn Thành, anh Đức và các nghệ sĩ, nên thông tin cưới vào ngày 25 tháng 11 là không chính xác nhé. Quản lý của cô cũng phủ nhận thông tin cặp đôi đám cưới vào cuối tháng 11. Trước đó, vào ngày họp fan, Trấn Thành cũng trả lời thông tin về đám cưới với Harry Won. Anh từng chia sẻ, thời gian còn dài và cả hai còn trẻ để suy nghĩ đến điều đó. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Khi cả hai đều vui vẻ đồng thuận, chúng tôi sẽ nghĩ đến đám cưới. Tôi không dám nói trước điều gì vì nói trước sợ bước không qua. Cuối năm 2015, Trấn Thành và Harry Won bén duyên sau khi hợp tác chung trong phim Bệnh viện Ma. Tuy nhiên, cặp đôi bị nhận nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng bởi cô chỉ mới tuyên bố chia tay Đinh Tiến Đạt cách đó không lâu. Vào tháng 7, Trấn Thành đã thuê trọn một quán bar và cầu hôn Harry Won vào lúc đêm muộn khi cô vừa trở về sau chuyến lưu diễn 2 tuần tại Mỹ. Song song đó là tin đồn Harry mang bầu khi cô thường xuất hiện với những trang phục thùng thình. Trấn Thành khẳng định bạn gái không bầu bí, bằng giải thích: bụng bạn gái tôi đâu có bao giờ nhỏ, đừng mang chuyện đó ra bình luận mà tội nghiệp bạn gái tôi.